này có trôi đâu không ạ? Đấy đêm nay có tuyệt vời không ạ? Thì bây giờ mình muốn mang đến một cái gì đấy nó dịu dàng hơn một tí, nó dễ thương hơn một tí. Mấy bạn ở đây có ai biết bài Yêu Là Đây không ạ? Ok nhé. Amen.